Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ba La Vlog, cuộc sống thường ngày của chúng mình. Ngày hôm nay Villa vừa mới qua nhà con bạn chơi thì có ghé mua một tô cháo trắng và một phần ếch này mọi người, đó là cháo ếch Singapore. Thì bây giờ đang là 11 giờ đêm khuya mọi người. Tự nhiên cái đi qua chơi xong rồi cái về cái đói bụng quá, tại vì lúc qua là chưa có ăn gì hết, nên là ngày hôm nay quyết định sẽ mua cháo ếch Singapore để ăn khuya mọi người. Rồi cháo nó hơi bị nhiều á, chắc là không có ăn hết đâu mọi người, tại vì nó nhiều quá ăn không hết, bây giờ ăn tiếp tại vì giờ đang bị đói con mắt hay sao á. Hồi nãy qua con bạn chơi thì có uống nước, ăn bánh ngọt rồi, nhưng mà kiểu như là ăn chơi thôi chứ không phải là ăn bữa chính đó mọi người, nên là bây giờ bắt đầu đói lại rồi. Và ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, hôm qua cũng là đặc biệt, hôm nay càng đặc biệt hơn nữa, đó là ngày hôm nay chính thức bước qua sang năm mới rồi mọi người. Hôm nay là ngày 1 Tết Tây đó mọi người, không biết mọi người có đi chơi hay không. Thì ngày hôm qua là ngày 31, là cái ngày đón giao thừa của Tết Tây mọi người. Nhưng mà ngày hôm qua thì Villa ở nhà cũng chả đi đâu hết, định quay cái vlog nhưng mà kiểu như là hôm qua còn hơi mệt đó mọi người, bị đau đầu, nhức đầu quá trời nhức đầu, không để đây để lát được xương, bị đau đầu với lại ở cũng một mình nhá, nên là thế là không quay luôn, mệt xong ở nhà không có quay, coi phim, ăn trái cây, ăn vặt đó. Tính định quay nói chuyện chung với mọi người, kể về một năm qua là đã được những gì và đã mất những gì, thì nhưng mà cuối cùng là thôi mọi người ạ, không có quay. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày bước sang năm mới rồi, thì Villa đã mua tô cháo ếch để vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người nè. Thì năm mới chúc mọi người một cái năm mới an lành và bình an bên gia đình, làm ăn phát tài phát đạt nha mọi người. Năm cũ qua rồi thì tất cả những cái chuyện không vui nè, hoặc là những gì mà mình chưa đạt được thì mình sẽ bỏ qua nó một bên, cất vô tủ để vô viện bảo tàng đi. Còn bây giờ là mình đã bước sang năm mới rồi, cũng chúc cho mọi người một năm mới an lành hạnh phúc bên gia đình, làm ăn phát tài phát đạt nha. Bây giờ thì Villa sẽ bắt đầu xin mời mọi người cùng ăn cháo ếch Singapore nhé mọi người. Đó, mình sẽ chơi lên đây. Bên đây thì cháo ếch Singapore đây mọi người. Đó, này cái ếch này mình đã kêu cái anh kia làm siêu cay, nhưng mà không có biết cay hay không nữa, mình tính định cắt thêm ớt cho mọi người. Nhưng mà ăn thử trước cái đã, hơi tính tiếp. Vừa ăn mà vừa mở lát vừa coi TikTok, không biết là mọi người có coi TikTok clip không mọi người. Trời ơi, cực kỳ thích cái cặp đôi mà Đạt Villa với lại Vidia. Villa cũng là tên Villa luôn, nhưng mà coi bên đây TikTok á, thấy hai cái cặp đôi này rất là cưng luôn. Đạt Villa cũng cùng tuổi với Villa luôn, Villa cũng 94, Đạt Villa cũng 94 luôn. Đó, coi rất là vui luôn, coi mà cười tụm tỉm mọi người. Rồi, bây giờ là xin mời mọi người cùng ăn cháo ếch nè, cháo ếch Singapore. Mời mọi người miếng nha. Cháo thì không có bỏ gia vị là cháo trắng mọi người, nhưng mà bỏ hành phi vô rất là thơm luôn. Béo. Bây giờ sẽ ăn xong ếch nè. Ếch này thì cho nó kẹo hơn chút xíu nữa thì rất là ngon nè. Nhưng mà anh này vừa mới làm á, cho nên là nó không ăn khách đặt tới đâu thì làm tới đó, nên là nó không có kẹo. Mình đợi cũng tầm 20 phút đó mọi người. Đây, xin mời mọi người một miếng ếch, nó là giòn. Mời một người một miếng ếch này, đó. Rất là cay, mọi người không cần cắt ếch nữa, vừa ăn luôn đậm đà. Ngon. Lúc trước á,
Vi Lan làm ở quận làm việc hồi còn sinh viên á, đi làm thêm là hay ăn cái cháo ếch này nè, ngon cực kỳ, nên là bây giờ bị ghiền đó mọi người, giờ rất là ghiền cháo ếch. Nhưng mà chồng Vi Lan thì không thích lắm, tại vì đi làm á, đi làm ở công ty nên là cũng hay ăn cháo ếch nên là không thích ăn. Ngon quá, ếch ngon mọi người, nó đậm đà, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt. Hồi nãy mình mua cũng khá là đông người đang ngồi ăn cháo mọi người. Trời ơi, hôm nay hồi nãy á là mình đi ra đường, trời ơi quán nào cũng đông nghẹt mọi người ơi. Trời, đúng nghĩa là lễ á mà nó đông, quán nào quán nấy đông khách quá trời đông luôn. Mà đông vậy cũng sợ mọi người, sợ Covid, sợ với những ai mà chưa dính á, chứ Vi Lan là dính rồi nhưng mà vẫn phải đề phòng, vẫn phải sợ mọi người. Mời mọi người cái đùi siêu to khổng lồ đây, béo nặng luôn mà. Ngon lắm. Hôm nay là Vi Lan ở nhà một mình, tại vì hôm nay chồng vẫn phải đi làm mọi người, chứ không có nghỉ, tại vì đăng ký làm tăng ca sắp Tết rồi nên là cũng phải tranh thủ làm. Chứ gần Tết rồi mà nghỉ nữa là Tết này về. Sợ ơn, sợ không có đủ kinh phí về. Làm thêm, kiếm thêm, còn có vài tuần nữa là về Tết rồi. Với lại một phần nữa là do Vi Lan bị dính Covid nên là chưa có đi làm được với mọi người, nên là còn đi làm được nên là ổng quyết định sẽ đi làm. Chứ hai đứa mà ở nhà cũng ở nhà không à, không có làm gì hết á. Do Covid nên là không có dám đi chơi, cũng ở nhà không không thôi thì mình đi làm, kiếm thêm thu nhập chút xíu nữa cũng được, cũng chả sao. Bây giờ là lấy nhau rồi, lấy nhau về ở chung một nhà rồi, đâu có giống như hồi xưa mới quen nhau là phải đi hú hí rồi đi trà sữa và đi chơi đâu mọi người, đi coi phim đâu. Bây giờ lấy nhau giờ chủ yếu đi làm ăn thôi. Còn đi chơi thì khi nào cũng được hết, chơi lúc nào cũng được hết. Coi vừa ăn vừa coi vừa nói chuyện với mọi người luôn. Ăn xong tô cháo này là 11 giờ, chắc cũng gần 12 giờ. Mấy bữa nay là ngủ trễ miết thôi mọi người ơi, tại vì suy nghĩ nhiều quá, cứ nhắm mắt vô là đủ thứ chuyện trên đời hết á, nên là cũng hơi mất ngủ mấy bữa nay á, toàn ngủ trễ mà 10, 12 giờ, 1 giờ mấy mới ngủ. Đây rồi. Bây giờ thì Vi Lan sẽ kể trong thời gian một năm vừa qua Vi Lan đã được và mất cái gì nha, được và không được cái gì nha. Đầu tiên là được gì nhỉ? Bây giờ là được. Mình sẽ nói về cái được đi, rồi cái không được thì từ nha. Cái được ở đây là mình cái
cái được ở đây là Bella đã chích được 2 mũi vaccine và được đi làm trở lại. Và sao ta được đi làm trở lại à được đi làm trở lại và sau đó thì được chồng tặng cho một cái iPhone 11 rồi cái gì đó nhỉ. Và được dọn ra ở chỗ mới là cái chỗ hiện tại mọi người, là được dọn ra ở chỗ hiện tại mình đang ở, tại vì ở cái chỗ cũ á, là hơi bị nhức đầu á mọi người. Một phần là ở chỗ cũ á, Covid mấy tháng trời, 4 tháng ở nhà không đi làm mọi người, chỉ có một mình chồng đi làm và không có xoay nổi ngay số tiền mà trong và ngoài ở chung cư rồi tiền nhà tiền điện nước rồi tiền ăn nữa, tại vì hai chị em đâu có đi làm đâu, dịch nên là cũng không đi làm được, trung tâm đâu có cho đi làm đâu mọi người, nó giãn cách nữa, thế là ở nhà luôn. Còn chồng đi làm là do là công ty hỗ trợ cho ở nội trú nên là được đi làm bình thường. Còn hai chị em là ở nhà trông cậy vào chồng thôi, không có đi làm được á, cho nên là rất là nhức đầu và bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà thay vì đó thì Bina cũng có dạy online, vài số bé nên là cũng kiếm được một chút xíu gọi là đủ chi tiêu mua đồ ăn hàng ngày thôi mọi người, chứ cũng không có đủ để sống á. Đó nên quyết định là đủ kết thúc hợp đồng là dọn ra đây ở luôn á mọi người. Được nữa là hai vợ chồng được hai cục nợ ngân hàng đó mọi người. Bây giờ là công đích đi làm để trả nợ cho ngân hàng mọi người, cũng thêm là dọn ra đây ở nên là bớt suy nghĩ lại một chút xíu thôi mọi người, chứ mà ở trong đó rồi còn nợ ngân hàng rồi đủ thứ tiền nữa, và dính Covid như vậy nữa là không đi làm nữa, mọi người thử nghĩ đi, trời ơi muốn rụng hết tóc luôn á mọi người, suy nghĩ muốn hói cái đầu luôn á. Đó là những thứ mà Villa được, còn chồng thì đi làm, nên là không có kể được là được và không được, nhưng mà nói chung chung là giống nhau hết rồi mọi người. Còn cái không được hồi nãy là được đúng không mọi người, còn cái không được á, thứ nhất là lúc đầu là ở cái nhà cũ á mọi người, Villa tính là sẽ mở một cái trung tâm studio nhỏ nhỏ để dạy để làm, nhưng mà cuối cùng là không có thành. Nếu mà có làm chắc ôm cũng một cục nợ nữa mọi người, cũng hay là nhiều người canh ngăn kêu là rủi ro rất là nhiều, cũng không có làm được gì hết tại vì đang dịch Covid đó mọi người, cho nên là đã bị hủy không có làm. Lúc đó mình cũng rất là máu để làm cái dự án đó, nhưng mà cuối cùng là không có làm được, vì sau khi quyết định xong đi xem và hỏi vay mượn thì tầm 2-3 tuần là dịch nó bùng mọi người, vậy là hủy luôn, không làm tới bây giờ luôn. Một cái không được còn không được cái gì nữa ta,
nhiều lắm mọi người. Tóm lại nói chung chung nha, cái không được vì rồi cái không được nữa là muốn ở lại cái chỗ cũ, nhà cũ, và do kinh phí kinh tế không có ổn định thế là không được ở lại. Trong thời gian mà ở nhà cũ mọi người, mùa mưa Villa gặp rất là nhiều chuyện, đó là bị con kiến ba khoan bò trên người và cắn rất là nhiều ở vùng cổ và toàn thân luôn. Cho nên cái quyết định mà dọn ra ngoài ở là cũng do một phần là con kiến ba khoan nó hành dữ quá mọi người. Nhà có ba người mà Villa bị không chừa phát nào luôn mọi người, cứ cách một tháng bị một lần, cách một tháng bị một lần mà đầy mặt đầy người luôn. Bây giờ là chỗ vai của Villa có thẹo luôn mà, còn thẹo chút ít thôi mọi người. Và cuối năm rồi, cái không được cuối cùng, chắc là cái không được cuối cùng đó mọi người, là cũng chưa được đi làm lại sau khi bị dương tính với Covid. Hiện tại vẫn còn ở nhà, hiện tại vẫn còn ở nhà và còn một tuần nữa thì mới bắt đầu đi làm lại mọi người. Là một năm vừa qua là mình đã vậy đó. Và ôm thêm cục nợ, hai vợ chồng ôm thêm cục nợ ngân hàng. Nhưng mà không sao, còn sức còn trẻ, còn cày còn trả được, nên là hai vợ chồng sẽ cố gắng làm từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nói ăn không hết nhưng mà gần hết rồi đây mọi người. Để vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người nó cuốn quá. Ăn mà quên luôn, ăn mà thấy kể chuyện mà ăn ngon miệng quá mọi người. Mặc dù là không, hiện tại là chưa có được đi dạy trở lại bình thường, nhưng mà Villa vẫn phải dạy online mọi người. Không sao, kiếm được miếng nào thì hay miếng đó mọi người ơi. Chưa để cho một mình chồng đi làm mà thấy cái mặt ổng suy nghĩ nhiều quá, rầu quá trời luôn, rầu quá trời rầu luôn mọi người. Trước khi mình dính lên hên cũng hên một phần là em gái mình về rồi, về quê luôn rồi, về phụ ba mẹ hái cà phê. Tại vì cũng do một phần dịch nên là không có ở lại được nên là đã về trước. Rồi một phần nữa là sợ Tết về, sợ dịch bùng nữa khó về, không có xe về này nọ nên cho con bé về trước. Còn tụi mình thì đi xe máy về cũng dễ hơn, cũng đỡ lo. Đó, một năm vừa qua là vậy đó mọi người. Hy vọng là năm tới nó sẽ đỡ hơn, ổn hơn. Chứ năm mình không có thể mà đoán được phía trước nó như thế nào, nên là mình cứ sống bình thường, cố gắng hết sức mình là được rồi mọi người ạ. Con đường phía trước còn dài lắm. Tự nhiên mấy bữa nay đi ra đường nghe nhạc xuân nôn về ghê mọi người. Thích nhất là cảm giác chạy xe máy về quê á, trời nó lạnh mà nó mát, mà rất là nhiều người đi về nó mới đông, mới thích.
thường thường thì đi về theo tour á mọi người. Rồi cái khúc mà cái đường mà xuống dốc mà đi theo đoàn tốt 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 cái gì, rồi xuống dốc mình nhìn thấy một hàng dài chạy xe về, rồi nó cảm động lắm mọi người. Lúc đó mình cũng rớt nước mắt luôn á. Hai năm chạy xe máy về mà lúc nào về thấy cảnh nó cũng cảm động chảy nước mắt á mọi người. Những đứa con xa nhà xa quê trở về với gia đình, ngồi đằng sau mà thấy cảm động quá khóc. Còn ba tuần nữa, 3 tuần 2 ngày thì tụi mình sẽ đi về mọi người. Về gặp cháu chắc, gặp ba mẹ. Một năm trời xa nhà, mặc dù là Tết về, biết là sẽ cách ly ở nhà, không được đi đâu chơi, không được đi ra ngoài chơi trong cái thời gian này do dịch, nhưng mà vẫn muốn về với gia đình hơn. Dù có một tuần ở nhà nhưng mà vẫn phải về mọi người. Về ăn một bữa cơm gia đình là được rồi, là ấm no lắm rồi. Rồi bây giờ thì cháo ăn cũng gần hết rồi đó mọi người, no quá. Đây ếch vẫn còn chút xíu, nếu mà không hết lát nữa Vila sẽ bỏ vô tủ lạnh. Mai sẽ ăn cơm trưa. Và bây giờ thì Vila sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nếu mọi người thích cái video này thì hãy nhấn like và subscribe kênh giúp Vila nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.